Nè, các anh đô thị đang vận động các cửa hàng mà bán gần chợ dẹp gọn vô, dẹp gọn vô các bạn. Không phải là kêu nghỉ đâu nha, nghỉ thực ra là do tự mình nghỉ thôi, chứ là đó, người ta kêu là dẹp gọn vô. Đây này, mình không coi cho mày xem đó. Nó kêu dẹp gọn mấy cái quầy này vô đó, chứ đừng có bày quá, đừng có bày ngoài đường quá, dẹp cho nó gọn lại đó. Hướng dẫn đó, hướng dẫn người ta có tình tình nha đó, mấy anh trên phường xuống hướng dẫn tận tình dẹp gọn lại đó, chứ đừng có bày quá. Ở đây thì đóng cửa một vài cửa hàng rồi, bên chợ dân sinh là vẫn còn nhiều sạp mà bán. Tiệm đóng rồi vẫn còn đường này vẫn còn xôm. Tôi làm chợ còn mở cửa nha. Cửa hàng bị xăng à, cửa hàng bị xăng chỉ còn mở cửa này. Cửa hàng bị xăng chỉ còn mở cửa, nhưng mà phục vụ là một người, từng người một người vô, một người ra. Rồi, còn các quán ven đường à, quán bên kia đường đóng cửa hết rồi. Siêu cây chỉ còn mở cửa nha. Đó, trà sữa đồ đóng cửa hết, KFC đồ chỉ hết. Chào các bạn đã đến với kênh Ly Han Văn Cà Phê. Đây là ngày đầu tiên cách ly nha các bạn, buổi đầu tiên của cái ngày cách ly. Đường phố nè các bạn, vắng tanh tanh, công viên không ai tập thể dục. Đây là đại lộ Đông Tây nha các bạn, vắng lắm, rất là vắng luôn. Mình quay cho các bạn xem nè. Ngày thường á, cái đại lộ Đông Tây này là cũng không có đến nỗi mà vắng que như vậy. Lượng người có đi làm, có chạy xe vẫn có, nhưng mà vắng lắm. Tình hình là nó điều hiu lắm các bạn. Nó lạ lắm nha, nó giống như là không phải là cái không khí giống như là ngày Tết, mà nó vắng theo cái kiểu là nó vắng theo cái kiểu ảm đạm. Đây để mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ở một vài địa điểm trong thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Chào các bạn nha, đây là trước mặt các bạn, đây là bưu điện quận 5 nha. Đây là bưu điện quận 5. Đây là Bùng Binh ở ngay chỗ gần ngay chợ Kim Biên nha các bạn. Đây là gần như là đây là cái trung tâm của quận 5. Đây các bạn cũng có thể thấy nè, đường phố rất là vắng.
Bạn thấy không, đường phố vắng lắm nha. Vẫn có người đi qua đi lại đó, nhưng mà theo một cái kiểu là nó ảm đạm, chứ không phải là nó sơm sơm giống như là mọi khi. Và các bạn nhìn nè, người ta đậu đèn xanh đèn đỏ đó. Người ta đậu đèn xanh đèn đỏ cũng xa xa nhau ra nha, chứ không phải là đứng gần nhau rồi tấp nập chen lấn đồ. Người nào người nấy chấp hành tốt đó nha, đậu xa nhau cả 2m, 3m. Đây trước mắt các bạn, đây là cái chỗ cái cầu Gò Quận 8 nè. Điều hiu lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến một cái địa điểm khác ở trong thành phố Hồ Chí Minh để xem nó như thế nào. Đây là chính diện chợ Kim Biên nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy nè, chợ Kim Biên gần như là không có người bán này, nghỉ hết cỡ khoảng 70-80%. Lúc này là đã là 8 giờ nha các bạn. Thường là 7 giờ rưỡi, 7 giờ tới 7 giờ rưỡi là ở đây là tấp nập lắm, người bán người buôn rồi rất là tấp nập. Chợ Kim Biên được mệnh danh là chợ hóa chất của thành phố Hồ Chí Minh, rồi bây giờ là vắng tanh. À, ở đây thấy không, rất là vắng. Mình dơm gần lại cho bạn xem nè, người nè, đường rất là vắng nha các bạn. Đây bên này cũng vậy, vắng lắm. Người ra đường á thì là chạy một mạch thôi chứ không có ngừng lại, và mọi người đều đứng rất là xa nhau, thành ra cái cảm giác rất là lạ nha các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cái cảm giác rất là lạ. Đây tiếp tục theo mình đến một địa điểm khác nha các bạn. Đây là đằng sau chợ Kim Biên nha các bạn. Ghé thăm một vòng chợ Kim Biên cho các bạn xem. Các bạn thấy cùng ngày cùng tháng này là chưa bao giờ mà có vụ mà đóng hết cửa như vậy, chưa bao giờ có luôn. Còn leo tèo vậy, cái tiệm của nhà riêng thì người ta mở ra, bên chợ này là đóng hết. Đây mình sẽ ghé qua, mình sẽ vòng qua bên đường gì, hải thương lãn ông, cũng còn nhiều tiệm nha. Và phía bên đây là đã đóng cũng gần hết rồi, đóng nhiều lắm. Dòng lại qua một cái Phùng Hưng nha. Phùng Hưng này là nổi tiếng là xôm nè, nổi tiếng là xôm, mà hôm nay cũng vắng lắm. Qua luôn cái chỗ chiếu rồi, vắng què luôn. Đâu có cho nghỉ đâu. Thế hả? Mình chắc có cúp điện, bác nghĩ có cúp điện hay sao rồi. Ủa bác nghĩ, thì cúp điện ta. Cho bảo vệ nhà ta ông ơi. Rồi. Đúng không? Tao thấy không còn giờ tiệm bán. Hôm qua tao nghe quyết định rồi, hôm nay em coi tình hình sao rồi chắc mới tính. Để chạy thêm vòng chơi. Điểm điện nè, điểm điện cũng còn nè. Mà nghỉ nhiều lắm, nghỉ nhiều lắm nha. Chợ Bình Tây.
tháng 4 cho bên Tây hoạt động có sơm nhưng mà không sơm bằng ngày thường. Đối diện cho bên Tây thì có là hiện ảnh đó, đó mấy anh đây này, để qua quay, để qua quay cái này hay nè. Đang mấy anh đang yêu cầu mấy cái này là dẹp tiệm. Ồ, thấy không? Đó là người ta đang mới dọn hàng xong á, giờ ta kêu dẹp vô. Theo ghi nhận sau khi đi một vòng là đồ hộp gạo đó là thứ mà người ta mua nhiều. Gạo đây đó, gạo đây, chỗ này có đang mua gạo đây, đồ hộp gạo, mì lói, đồ khô. Đây là chợ Bình Tây nha, đối diện bến xe Chợ Lớn nha. Chợ Bình Tây thì bây giờ các bạn xem nè, điều hiu đó nha, rất là vắng nha. Chợ Bình Tây được mệnh danh là một chợ lớn nhất ở quận 5, chuyên bán các loại kẹo, bánh, mứt, giải dốc, khẩu trang các thứ. Rồi các bạn xem nè, rất là vắng nha, gần như là chỉ còn có khoảng chừng 10% là sạp trong chợ là mở thôi, còn lại là đóng cửa hết. Chợ Bình Tây là đối diện bến xe, thành ra rất là đông, nhưng mà bây giờ cũng là điều hiu lắm nha các bạn. Rồi mời các bạn theo mình đi đến một cái địa điểm tiếp theo. Chào các bạn nha, đây là Bùng Binh Mũi Tàu nha các bạn. Bùng Binh Mũi Tàu của quận 6 và Bình Tân nha các bạn. Đây là cái bùng binh lớn nhất ở quận 6 và nó cũng là cái bùng binh mũi nhọn từ miền Tây đi vào thành phố nha các bạn. Các bạn có thể thấy đó, đường phố cũng là rất là vắng nha, cực kỳ vắng luôn. Mình quay cho các bạn xem nè, ở đây thấy là đường rất là vắng nè. Và bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ly Hành Văn Cà Phê. Các bạn muốn mình quay ở những cái điểm nào của thành phố Hồ Chí Minh thì hãy để lại dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn.